Hello, xin chào mọi người. Thì khoảng thời gian mà Apple ấn định ngày ra mắt của iPhone 14 cũng là lúc có hàng ngàn thông tin liên quan tới chiếc smartphone này. Và sau đây mình sẽ tổng hợp 3 tin đồn mới nhất nóng bỏng tay liên quan tới iPhone 14 sắp được ra mắt trong khoảng thời gian tới nhé. Tin đồn đầu tiên cũng là tin đồn được nhiều người quan tâm nhất, đó chính là hiệu suất của iPhone 14. Nguồn tin chứng thực các báo cáo trước đó về việc con chip A16 Bionic sẽ được cung cấp sức mạnh cho iPhone 14 Pro, màn hình 6.1 inch và iPhone 14 Pro Max, màn hình 6.7 inch. Đây là con chip được sản xuất dựa trên quy trình 5 nanometer, vì vậy hiệu suất sẽ không tăng mạnh. Đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp Apple sử dụng công nghệ 5 nanometer cho con chip của mình. Và trong khi đó thì điện thoại của Android tốt nhất năm 2022 đã được tích hợp con chip 4 nanometer hiện đại hơn. Và mặc dù như vậy thì con chip vẫn mang lại một số cải tiến về hiệu suất. Và những cải tiến này sẽ là kết quả của quy trình 5 nanometer tinh chỉnh, chính xác là N4B và tăng số lượng bóng bán dẫn. Đó là chưa kể cặp iPhone 14 Pro năm 2022 sẽ có hệ thống quản lý nhiệt tốt hơn. Và tin đồn thứ hai liên quan tới iPhone 14 đó chính là màn hình sẽ luôn bật. Theo các mã trước đây thì cho thấy rằng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có màn hình luôn luôn bật theo nhiều báo cáo trước đó. Và có thể thì nhà táo sẽ kết hợp tính năng này bởi vì màn hình LTPO đã cải tiến hơn, kèm theo đó là tốc độ làm mới của nó được giảm xuống 1Hz. Và nhiều báo cáo đã cho thấy rằng phiên bản mới nhất của iOS 16 cũng sẽ gợi ý Apple đang sẵn sàng để cho hình nền hoạt động song song với chế độ luôn bật. Và phiên bản mới nhất của iOS 16 cũng sẽ gợi ý rằng Apple đang sẵn sàng để cho hình nền hoạt động song song với chế độ luôn bật. Các hình nền gốc có trạng thái Sleep Now và các phần mềm từ từ mờ dần. Do đó, phiên bản hình nền được làm mờ sẽ được hiển thị ở chế độ luôn bật, cho phép người dùng xem thấy những thông tin ngay cả khi thiết bị khóa và giúp kéo dài tuổi thọ pin hơn. Và trong khi đó thì nhà phân tích của Mac Rumor và nhà phát triển đã tiết lộ rằng bản beta Xcode 14 có giao diện màn hình khóa, loại bỏ các chi tiết khỏi tiện ích con khi màn hình được hoạt động. Và điều này cho thấy thì các chi tiết nhạy cảm sẽ bị ẩn khỏi màn hình khóa và các tiện ích màu sắc sẽ trở nên nửa trong suốt. Đồng hồ sẽ vẫn hiển thị. Và điều này tương tự như cách hoạt động của màn hình luôn bật Apple Watch sẽ hiển thị mặt đồng hồ và một số yếu tố hình ảnh bị loại bỏ. Nguồn tin cũng cho biết thêm thì tính năng màn hình luôn bật sẽ không được bật theo mặc định, nhưng người dùng vẫn có thể bật tính năng này bằng cách đi tới cài đặt màn hình và độ sáng. Và nguồn tin thứ ba liên quan tới chiếc iPhone này đó chính là nhiều thông tin trước đó đã cho rằng sản phẩm iPhone 14 Pro sẽ sử dụng khung hợp kim titan, nhưng mới đây nhiều báo cáo đã cho rằng sản phẩm này vẫn sẽ sử dụng khung thép không gỉ. Và nguồn tin cũng cho hay thì thiết lập hình viên thuốc và đục lỗ mới sẽ thay thế cho phần tai thỏ, và cũng tuyên bố rằng điện thoại sẽ có 500 là magnet mạnh hơn, giúp các phụ kiện bám vào nó tốt hơn. Và cuộn dây sạc không dây của điện thoại sẽ có khả năng sạc ngược không dây, nhưng tính năng này có thể bị vô hiệu hóa khi ra mắt. Và đặc biệt thì iPhone 14 Pro sẽ hỗ trợ các tốc độ sạc nhanh tối đa là 30W mà thôi, nhưng sẽ giảm xuống 27 hoặc 25W sau giai đoạn đầu của chu kỳ sạc. Và ngoài ra thì iPhone 14 màn hình 6.1 inch và iPhone 14 Max màn hình 6.7 inch sẽ có màu là xanh lục, tím, xanh lam, đen, trắng và đỏ. Và cặp iPhone 14 Pro sẽ có các màu như là xanh lục, tím, bạc, vàng và đen graphite. Về cơ bản thì màu hồng của iPhone 14 sẽ được thay thế bằng màu tím, và màu xanh dương Sierra Blue của iPhone Pro sẽ được loại bỏ để chuyển sang màu tím. Và theo nhiều nguồn tin thì bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ được trang bị một camera mới, kèm theo đó là một RAM mới. Và bên cạnh đó thì iPhone 14 và iPhone 14 Max vẫn sẽ được giữ nguyên là màn hình tai thỏ, kèm theo đó là con chip A15 Bionic quen thuộc. Điều này có thể là một điều khá thất vọng đối với những bạn iFan, và có lẽ như con chip này ở phiên bản 2022 sẽ hoạt động tốt hơn so với phiên bản năm 2021. Và ngoài ra, với những giao diện mới cũng như bộ modem mới có thể giúp cho phiên bản này hoạt động tốt hơn rất nhiều so với phiên bản sản xuất vào năm ngoái. Và khoảng thời gian tới thì Apple sẽ chính thức tung ra phiên bản iPhone 14 kèm theo đó là Apple Watch mới, nên các bạn hãy follow kênh để xem những tin tức mới nhất về bộ đôi và những sản phẩm này nhé. Và bên cạnh đó thì Bạch Long Mobile đã trở thành hệ thống ủy quyền chính thức của Apple rồi, nên khi Apple tung ra những sản phẩm mới thì hãy ghé ngay Bạch Long Mobile để sở hữu chúng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.